Trong một chuyến du lịch ở nước ngoài cách đây 13 năm về trước, tôi đã may mắn được mua bộ đôi sản phẩm viên đặc phụ khoa thiên nhiên để làm sạch, làm đẹp, làm non trẻ cái bộ máy mà nó giữ nguyên chức làm vợ và làm mẹ, giúp cho người phụ nữ tự tin và quyến rũ hơn. Cái sản phẩm tiếp theo của bộ đôi đó là tinh dầu thiên nhiên chống lão hóa. Nó làm cho vóc dáng của chúng ta cân đối, săn chắc và phụ nữ luôn giữ gìn được một cái nét mặn mà quyến rũ về làn da của mình. Khi đó tôi đã quyết định rằng không chỉ là mình sử dụng sản phẩm này cho cá nhân mà tôi muốn chia sẻ và lan rộng để đưa về Việt Nam cho tất cả những người phụ nữ ở đất nước tôi được sử dụng. Và đến năm 2006, lúc đó tôi đã thành lập công ty cổ phần quốc tế Selenai, mạnh dạn sang trực tiếp nhà máy ký kết hợp đồng độc quyền và mạnh dạn để đưa ra sản phẩm ra thị trường. Và lúc bấy giờ sản phẩm được đón nhận và chị em phụ nữ gọi là cuồng nhiệt. Nó làm điên đảo, làm mưa làm gió thị trường về viên đặc phụ khoa lúc bấy giờ. Và đó là cái điều hạnh phúc và là sự thành công bước đầu của tôi. Và đến năm 2015, thương hiệu Haeva, chuỗi bán lẻ tinh dầu thiên nhiên trên toàn quốc được ra đời. Tuyệt vời hơn nữa, đó là thương hiệu tinh dầu thiên nhiên Queen Oil, chuỗi bán sỉ cũng đã được ra đời. Sau bước thành công đầu tiên của thương hiệu Selenai vào năm 2006, năm 2014, bà Nguyễn Thị Hà đã quyết định lớn sân vào thị trường bán lẻ với 6 cửa hàng. Năm 2015, thương hiệu Haeva chính thức được khai sinh. Và chỉ sau 2 năm, hệ thống cửa hàng đã đạt tới con số 70 trên toàn quốc. Và cũng trong năm này, thương hiệu chuyên bán sỉ tinh dầu thiên nhiên và máy khuếch tán cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ Queen Oil cũng được ra đời. Năm 2018, thành lập Viện Nghiên cứu Tinh dầu Thiên nhiên Việt Nam cùng với Trung tâm Báo chí, Sự kiện và Truyền thông Việt Nam. Đây là một cột mốc vàng son vì cũng trong năm này, tập đoàn Hà Group được thành lập. Ngay từ khi hình thành thương hiệu Haeva, với mục tiêu đem đến cho người dùng giải pháp hương thơm và chăm sóc sức khỏe một cách thiên nhiên bằng tinh dầu, chuỗi bán lẻ tinh dầu thiên nhiên Haeva tại Việt Nam đã hình thành. Chúng tôi đã lựa chọn những mặt hàng với chất lượng tốt nhất từ nhiều nguồn khác nhau trên thế giới như Pháp, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm thực tế và chất lượng nhất khi sử dụng. Trong 4 năm vừa qua, với sự tin tưởng của khách hàng, chúng tôi không ngừng phát triển với chuỗi trên 70 cửa hàng bán lẻ tinh dầu trải dài trên lãnh thổ Việt Nam, đã chiếm lĩnh thị trường trong các trung tâm thương mại như Aeon, Vincom, Lotte Mart, Bixi, Crown Plaza, Cookmart cũng như các kênh online như Facebook, Zalo, Google và các kênh thương mại điện tử như Aderoi, Lazada, Sendor. Tinh dầu thiên nhiên Queen Oil là đơn vị kinh doanh và phân phối tinh dầu sỉ lớn nhất hiện nay. Chỉ trong thời gian rất ngắn kể từ khi thành lập từ tháng 5 năm 2017, Queen Oil đã nhanh chóng tạo được độ phủ lớn mạnh trên thị trường với hơn 5.000 khách hàng doanh nghiệp trên mọi nhóm kinh doanh dịch vụ. Bằng tình yêu vô tận dành cho tinh dầu thiên nhiên, bà Nguyễn Thị Hà đã không ngừng theo đuổi đam mê xây dựng Hà Group trở thành tập đoàn tinh dầu lớn nhất trong nước và nuôi khát vọng Việt Nam sẽ trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực này. Chúng tôi sẽ ươm mầm những cái hạt giống, là gieo trồng những cái vùng nguyên liệu, dược liệu để chúng tôi chiết xuất tại Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người lao động. Chúng tôi sẽ mong muốn xây dựng những khu rừng về thiên nhiên, tạo ra những cái giá trị xanh để cho cuộc sống được trong lành và thanh lọc những cái không khí, khói bụi và ô nhiễm, cũng như là sẽ có một cái ước mơ rằng Việt Nam chúng ta sẽ vươn tầm quốc tế với thương hiệu tinh dầu thiên nhiên Made in Việt Nam.